Mua hai chỉ vàng trên mạng, người phụ nữ mang bán mới tá hỏa khi biết mình bị lừa. Cán bộ kiểm lâm tham gia đánh bạc bị khởi tố. Bố mẹ Trung Quốc ép con gái lấy kẻ cưỡng hiếp và cái kết của gã rễ hờ. Tài xế rời hiện trường sau khi gây tai nạn khiến cụ bà 87 tuổi tử vong. Mua hai chỉ vàng trên mạng, người phụ nữ mang bán mới tá hỏa khi biết mình bị lừa. Mua hai chỉ vàng trên sàn S, người phụ nữ mang đến tiệm bán mới biết mình đã bị lừa. Cụ thể, theo chủ video, anh gặp một vị khách đến bán hai chỉ vàng nằm trong hộp đựng rất xịn sò. Tuy nhiên, bằng cặp mắt đã nhìn không biết bao nhiêu ký vàng từ khi còn nhỏ, nên anh cảm thấy nghi ngờ đây không phải là vàng thật. Để chắc chắn, anh mời chủ nhân hai chỉ vàng vào bên trong để xem quá trình đốt vàng. Nếu nó là vàng thật, sẽ chảy ra và vẫn là vàng. Nhưng chiếc nhẫn này thì lạ lắm. Chiếc nhẫn đã chuyển sang màu đen và chủ nhân của nó phải ngậm ngùi mang về. Không biết chị đã mua hai chỉ vàng có giấy kiểm định trên sàn S này với giá là bao nhiêu, tuy nhiên có một điều chắc chắn là chị đã mất trắng số tiền trên. Sau khi đoạn video cảnh báo này được đăng lên mạng, một số cư dân mạng đã để lại bình luận như sau: Mua ở đâu bán ở đấy có gì dễ giải quyết, đừng dại mà mua trên mạng. Vàng mà cũng đi mua trên mạng thì hết nói. Kiểu này bị hoài mà chưa có kinh nghiệm, thật đáng trách. cán bộ kiểm lâm tham gia đánh bạc bị khởi tố. Ngày 7 tháng 1, Công an huyện Cơ Rông Ba, tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố 4 bị can trên địa bàn huyện về tội đánh bạc. Trước đó, vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 26 tháng 12 năm 2023, Công an xã Ierosai, huyện Cơ Rông Ba phối hợp với Công an huyện bắt quả tang 4 đối tượng, gồm Phạm Thị Dung sinh năm 1988, trú Ierosai, Nguyễn Ngọc Sơn sinh năm 1974, trú Gia Lai, Trần Công Minh sinh năm 1977, trú huyện Cờ Rồng Ba và Nguyễn Thị Hồng sinh năm 1984, trú huyện Cờ Rồng Ba đang đánh bài phẩm ăn thua bằng tiền. Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ 20,9 triệu đồng tiền trên chiếu bạc và trong người các đối tượng. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã đưa các đối tượng về công an huyện để làm việc. Kết quả điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định đối tượng Nguyễn Ngọc Sơn hiện đang là cán bộ kiểm lâm tại hạt kiểm lâm huyện Cờ Rồng Ba. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội đánh bạc. Trong đó, bị can Hồng đang bị tạm giam, 3 bị can còn lại được cho tại ngoại. Giật túi sách không thành, hai tên cướp lấy xe của cô gái để tẩu thoát. Ngày 7 tháng 10, công an quận 4 thành phố Hồ Chí Minh đang tạm giữ Nguyễn Trần Quốc Huy 23 tuổi và Nguyễn Chánh Phước 21 tuổi cùng ngụ quận 4 để điều tra làm rõ về hành vi cướp giật tài sản. Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 4 tháng 1, chị Phạm Thị Bích Thủy, 26 tuổi, quê Bạc Liêu, điều khiển xe máy lưu thông trên đường Trương Đình Hợi, hướng từ quận 7 sang quận 4. Chị Thủy đang lưu thông thì bất ngờ bị hai nam thanh niên đi chung xe máy từ phía sau, vượt lên áp sát rồi giật túi sách của chị đang đeo trên người. Cú giật mạnh làm cả hai xe máy ngã ra đường, túi sách bị đứt quai không lấy được. Hai đối tượng cướp luôn xe của chị Thủy và tẩu thoát theo hướng đường Trương Định Hợi về đường Tôn Thất Thuyết bỏ lại hiện trường chiếc xe Vision màu đỏ đen mang biển số thành phố Hồ Chí Minh. Nhận được tin báo, nhiều tổ trinh sát được cử đi nắm thông tin, truy xuất hệ thống camera an ninh tại hiện trường và các tuyến đường xung quanh. Từ các manh mối thu thập được, lúc 16 giờ cùng ngày, công an quận 4 đã bắt giữ được nghi phạm là Huy và Phước, đồng thời thu hồi xe máy của bị hại. Tại cơ quan công an, hai đối tượng đã thừa nhận hành vi cướp giật tài sản của mình. Vụ việc đang được công an điều tra xử lý. đập heo đất ăn Tết, cô gái khiến dân tình thi nhau xin vía khi thấy bên trong. Xuân đến Tết về, thời điểm này TikTok rộ lên rất nhiều video clip ghi lại cảnh mọi người cùng nhau đập heo đất để lấy tiền sắm đồ Tết và chi tiêu cho những ngày cuối năm. Mới đây, một cô gái cũng tự tin đăng tải clip mình đập heo đất với con heo có kích thước nhỏ bé, tưởng chừng như bên trong giá trị không quá cao. Thế nhưng khi đập ra thì ai cũng vội xin vía nuôi heo mau ăn chóng lớn. Đoạt clip quay lại có thể thấy con heo được ăn toàn thức ăn sung sướng khi chị thấy một màu xanh xanh của tờ polymer mệnh giá 500.000. Sau một hồi gom lại thành quả của mình, cô gái đã thu được khoảng gần 200 triệu đồng. Câu số sư sương đủ để sắm sửa đồ Tết và chi tiêu vào những ngày cao điểm cuối năm. Cô gái chia sẻ thêm, vì không có nhiều tiền nên mỗi ngày cô gái chỉ nhét lợn một tờ 500.000 kẻo sợ lợn đói. Cứ như thế đều đặn 365 ngày thì thu được con số 200 triệu đồng. Đoạt clip đập heo đất nhỏ nhưng có vỏ của cô gái sau khi đăng tải đã làm cộng đồng mạng không khỏi thích thú. Nhiều người chia sẻ rằng mình cũng nuôi heo nhưng mà nó lạ lắm. Nuôi ba con heo nhưng không con nào sống nổi quá 24 tiếng. Trong khi đó một số khác thì trầm trồ vì heo nhà giàu chỉ ăn mỗi tờ 500 nghìn. Không giống heo nhà nghèo như mình, đập ra chỉ thấy toàn tờ 20 với 50 nghìn. Bố mẹ Trung Quốc ép con gái lấy kẻ cưỡng hiếp và cái kết của gã rể hờ. Một tòa án ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc đã kết án người đàn ông họ Xi, si 3 năm tù vì tội hiếp dâm sau khi ép vợ sắp cưới quan hệ tình dục. Điều gây sốc hơn cả là phản ứng của gia đình nạn nhân. Họ ép cô gái kết hôn với kẻ cưỡng hiếp để giữ thể diện cho gia đình. Gia đình thậm chí đồng ý hoãn nhận sinh lễ để nhanh chóng tổ chức đám cưới, hòng giúp kẻ hiếp dâm thoát án tù. Theo hồ sơ vụ án Si và cô gái gặp nhau hồi tháng 1 năm 2023 và đính hôn vào tháng 5. Gia đình nhà trai tổ chức lễ đính hôn, trao cho nhà gái một nửa số tiền thách cưới trị giá 188.000 nhân dân tệ, hơn 645 triệu đồng và một chiếc nhẫn. Sau tiệc đính hôn do gia đình cô gái tổ chức, Si mời vợ sắp cưới đến căn hộ của mình. Tại đây, anh ta ép cô quan hệ tình dục mặc dù cô đã nhiều lần từ chối. Đoạn video từ camera giám sát cho thấy cô gái quẫn trí đã trốn thoát và chạy xuống tầng dưới, nhưng người đàn ông đuổi theo và kéo cô lại. Anh ta còn giật điện thoại của vị hôn thê và chỉ trả lại khi mẹ cô gọi điện. Cô gái đã trình báo cảnh sát về vụ cưỡng hiếp vào tối hôm đó, ghi nhận nhiều vết bầm tím trên cánh tay và cổ tay. Tòa án đã kết án xi si 3 năm tù vì tội hiếp dâm. Dù gia đình nạn nhân đề nghị thỏa hiệp nhưng các bên không đồng ý. Theo thông báo chính thức của tòa án, những kẻ hiếp dâm ở Trung Quốc có thể phải ngồi tù từ 3 đến 10 năm. Xi si nhận mức án tối thiểu vì anh ta có quan hệ tình cảm với nạn nhân và hợp tác với cảnh sát trong quá trình điều tra. Tòa án cho biết luật pháp Trung Quốc bảo vệ quyền và nghĩa vụ giữa các cặp vợ chồng hợp pháp và việc đính hôn không được luật pháp công nhận là hôn nhân chính thức. Hiện tại tôi nhận thức được là hành vi của mình là rất là sai trái là lái xe không bằng lái, lái xe không đúng quy định của giao thông. Nói gì khi bị đề nghị truy tố Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành kết luận điều tra vụ án, đề nghị truy tố Trần Thị Ngọc Trinh, 34 tuổi, ngụ quận 7 và Trần Xuân Đông, 36 tuổi, ngụ quận 4 về tội gây rối trật tự công cộng. Ngoài ra, Đông còn bị đề nghị truy tố về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Sau gần 3 tháng bị tạm giam, Ngọc Trinh cho biết đã nhận thức được hành động của bản thân là sai trái khi lái mô tô không bằng lái, không đúng luật giao thông biểu diễn với tư thế nguy hiểm, gây ảnh hưởng trật tự công cộng, tác động xấu cho các bạn trẻ học theo. Tôi hy vọng mọi người luôn tuân thủ quy định của giao thông và đừng bao giờ học, bắt chước những hành vi sai trái của tôi vừa qua. Tôi hy vọng sẽ nhận được sự khoan hồng của pháp luật, nữ người mẫu chia sẻ. Ngày 8 tháng 10 năm 2023, mạng xã hội đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh người mẫu Ngọc Trinh lái mô tô tại khu vực Hầm Thủ Thiêm, Cô thực hiện những động tác nguy hiểm như ngồi hai chân sang một bên, thậm chí gian cả hai tay khi xe chạy tốc độ cao. Nhiều người sau đó đã để lại bình luận trái chiều khi cho rằng hành động của Ngọc Trinh có thể khiến nhiều người học hỏi, làm theo, dẫn đến nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn giao thông. Sau khi mạng xã hội đăng tải, Công an thành phố Thủ Đức đã vào cuộc xác minh. Công an thành phố Thủ Đức sau đó lập biên bản vi phạm hành chính đối với Ngọc Trinh và Trần Xuân Đông về hàng loạt lỗi vi phạm, tạm giữ hai xe mô tô phát hiện một thi thể phụ nữ chết bất thường dưới kênh nước. Ngày mùng 7 tháng 1, Công an huyện Phú Thiện, Gia Lai cho biết người dân xã Iepia phát hiện thi thể một người phụ nữ dưới kênh nước, chưa xác định được thân nhân. Trước đó, khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, Công an xã Iepia nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện một thi thể người tại cống điều tiết nước kênh thủy lợi Ion Hạ thuộc thôn Mơ Nai Trang, xã Iepia. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, xác định thi thể là nữ giới, trong tình trạng mặt úp xuống nước, mặc áo thun màu xanh lá, thân dưới không mặc quần, đầu đội mũ bảo hiểm màu đỏ. Ngay sau đó, cơ quan công an đã có thông báo tìm thân nhân. Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ. Tài xế rời hiện trường sau khi gây tai nạn khiến cụ bà 87 tuổi tử vong. Ngày 7 tháng 1, thông tin từ công an huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình cho biết. Đơn vị vừa tìm thấy tài xế và chiếc xe tải rời khỏi hiện trường sau khi gây tai nạn giao thông trên địa bàn. Theo đó, ngày 6 tháng 1, công an huyện Lương Sơn nhận được tin báo, khoảng 15 giờ 45 phút cùng ngày, phát hiện thi thể của bà Bùi Thị Tiên, sinh năm 1937 ở Hòa Bình, tại km 444 560, đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Cao Dương, Lương Sơn, Hòa Bình. Qua công tác khám nghiệm hiện trường, phát hiện một chiếc gương xe ô tô cùng với dấu vết thân thể của nạn nhân. Bước đầu nhận định nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an huyện Lương Sơn đã truy vết và tìm được đối tượng gây ra vụ tai nạn giao thông là Phạm Văn Trung, sinh năm 1997 ở Thanh Hóa. Sau khi xác định đối tượng, cơ quan chức năng đã mời Phạm Văn Trung đến trụ sở công an xã Thanh Cao, Lương Sơn, Hòa Bình để làm việc. Tại cơ quan công an, tài xế Trung đã khai nhận toàn bộ sự việc để nhận sự khoan hồng của pháp luật. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng xử lý theo quy định. hàng nghìn con quả đậu kín đường, nhiều người lo lắng thảm họa lại sắp đến. Dân gian có câu đất lành chim đậu, tuy nhiên với số lượng lớn đàn chim kích đen cả một khu vực như thế này khiến nhiều người sởn gây ốc khi nhìn thấy. Một cô gái đã chia sẻ cảnh đàn chim từ đâu bay đến tiểu bang Texas ở Mỹ. Nhưng kỳ lạ là vài trăm con chim quả kết thành từng đàn, từng nhóm khổng lồ và đổ quanh một bãi tập kết xe ô tô một cách bất thường con thì bay lên con thì chạy bên dưới mặt đất trong không gian ngoài trời khá tối con vật có thể tiên đoán trước mọi thứ xảy ra trong cuộc sống có lẽ đàn chim này đã cảm nhận được thảm họa nào đó tồi tệ và đang cố nói với con người điều gì đó thường thì khi đàn chim có xu hướng tụ tập lại để bay theo bầy đàn nó sẽ báo hiệu điềm không lành có lẽ nó đang kiếm khu vực an toàn để trú ẩn giả thuyết điềm báo về trận động đất nhật bản cách đây vài ngày xảy ra đã nhanh chóng bị bắt bỏ thời điểm nhiều cư dân mạng xác nhận video này đã được quay lại từ khá lâu. Lũ quả hành xử kỳ lạ như thế cũng có thể là do thời tiết đang thay đổi vào mùa đông hàng năm. Khi bang Texas trở lại thời tiết lạnh giá, có thể đàn chim di cư về phía nam để tránh đông mà thôi. Loạt trụ sở hành chính tiền tỷ ở Quảng Ngãi bị sạt lở núi uy hiếp. Loạt trụ sở như Liên đoàn Lao động huyện, Trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật, Trạm khuyến nông, phòng tài chính kế hoạch và nhà công vụ của huyện Sơn Tây Quảng Ngãi được đầu tư xây dựng trong giai đoạn 2011 đến 2016 để hình thành trung tâm hành chính mới với vốn đầu tư nhiều tỷ đồng. Riêng, vốn bổ sung xây kè chống sạt lở các trụ sở với số tiền 10 tỷ đồng, nhưng tình trạng sạt lở núi vẫn không buông tha. Trụ sở Liên đoàn Lao động huyện Sơn Tây từ nhiều năm qua bị hàng nghìn mét khối đất từ ngọn núi phía sau đổ ầm xuống bồi lấp, đe dọa an toàn tính mạng của cán bộ, nhân viên làm việc tại đây, nhất là vào mùa mưa lũ nên sau đó đơn vị này phải di rời đến nơi làm việc mới an toàn hơn, dù công trình này đưa vào khai thác chưa lâu. Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Sơn Tây, Lê Văn Luật cho biết, trụ sở cơ quan được khởi công xây dựng vào năm 2015 đến 2016 đưa vào sử dụng. Vì cơ quan nằm sau lưng ngọn núi cao, nên vào mùa mưa, thường xuyên xảy ra sạt lở, đất trôi vào cơ quan với khối lượng rất lớn. Sạt lở nặng nhất vào năm 2019 và năm 2022 khiến cán bộ làm việc ở cơ quan lo sợ có ba phòng làm việc bị đất tràn vào, riêng nhà vệ sinh, 3 năm nay không sử dụng được vì đất trôi vào. Mối nguy sạt lở núi vẫn tiếp diễn, nhiều cán bộ nhân viên làm việc tại đây tỏ ra lo ngại và mong muốn Ủy ban Nhân dân huyện Sơn Tây sớm có giải pháp để khắc phục nhằm đảm bảo an toàn về tài sản và tính mạng. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Sơn Tây cho biết, địa phương đã khảo sát, đánh giá mức độ sạt lở và sẽ có giải pháp khắc phục tình trạng sạt lở, cũng như phân bổ kinh phí để xử lý nhằm đảm bảo an toàn về tính mạng, tài sản của cán bộ, nhân viên làm việc tại các đơn vị ở khu vực đang bị sạt lở núi uy hiếp. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi đến cuối video, đừng quên bấm đăng ký kênh Seven News để không bỏ lỡ những tin tức mới mỗi ngày.